Vệ sĩ không gian Roger đến đây để cứu giải ngân hà. Bảo vệ, rõ. Sẵn sàng bảo vệ, giúp bạn lúc khó khăn. Khi có tiếng kêu cứu thật sự là đến lúc cứu nguy. Chúng tôi sẽ dũng cảm, nhanh trí và không sợ gì. Bình ổn mọi hệ thống. Bình ổn, bình ổn. Siêu nhân vũ trụ. Nhím con đi lạc. Rover, có một người bạn gặp khó khăn ở hành tinh lạ có tên là Trái Đất. Một người bạn cần giúp đỡ là nhiệm vụ của chúng ta. Robot dữ liệu. Có. Đến lúc sẵn sàng bảo vệ rồi. Đến lúc sẵn sàng bảo vệ. Sẵn sàng làm việc tốt. Bảo vệ. Rõ. Sẵn sàng bảo vệ. Giúp đỡ người bạn lúc khó khăn. Sẵn sàng bảo vệ. Chào buổi sáng, vệ sĩ không gian Roger. Chào buổi sáng, phi thuyền tình bạn. Chào Rover, robot dữ liệu. Chào phi thuyền tình bạn. Sẵn sàng giúp đỡ một người bạn gặp khó khăn nhé. Robot bảo vệ, sẵn sàng chưa? Robot bảo vệ, sẵn sàng bảo vệ. Sẵn sàng làm việc tốt. Có một robot cho từng nhiệm vụ mà bạn có thể cần. Robot chất lỏng, robot dọn dẹp, robot công cụ, robot thùng rác, robot tạo dựng, đại robot. Robot cho nhiệm vụ này là ai vậy cậu? Tôi! Lùi lại các robot. Tôi cần xem chúng ta cần ai trước đã. Hãy sẵn sàng bảo vệ khi tôi gọi. Tuyệt! Chúng tôi sẽ quay về khi mọi hệ thống đều không sao. Xin chào sinh vật trái đất, có chuyện gì vậy? Nó nói gì vậy? Thật ư? Nó bị lạc mất nhím con rồi. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng đấy. Chuyện cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc cứu nguy rồi. Chúng tôi sẽ dũng cảm, nhanh trí và không sợ gì. Và bình ổn mọi hệ thống. Phi thuyền tình bạn, cập nhật nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ tìm ra nhím con và bình ổn mọi hệ thống. Rõ Roger, cậu thực hiện nhiệm vụ đi tìm nhím con. Rõ, nhanh như sao chổi. Không biết nó đi đâu nhỉ? Cậu nghe thấy tiếng con nhím sau hàng rào à? Chắc nó đã đi qua cái lỗ này. Đi tìm nó nào. Con nhím đó chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Có thầy phù thủy ở đằng kia kìa. Và tôi tin là nó đã đóng băng những sinh vật tội nghiệp này. Tiếp theo có thể là chúng ta đấy. Khu vực này không an toàn. Tôi đề nghị ta để Rover thực hiện nhiệm vụ này. Các vệ sĩ hiệu quả hơn khi làm việc cùng nhau. Hơn nữa, phù thủy không thắng được vệ sĩ không gian đâu. Con nhím ở dưới toàn bộ chất bẩn đó. Nó được gọi là lớp phủ và không thể tìm ra con nhím dưới đó đâu. Chẳng có gì là không thể với vệ sĩ không gian. Đấy là khi bạn có robot. Và tôi cá là có một robot cho nhiệm vụ này. Có một robot cho nhiệm vụ này. Có một robot cho nhiệm vụ này. Ta nên chọn robot nào? Có một robot cho nhiệm vụ này. Ai thường tái chế mọi thứ? Robot thùng rác, hành động. Chào mừng đến với nhiệm vụ này, robot thùng rác. Chúng tôi cần cậu tái chế lại tất cả lớp phủ này để ta có thể tìm ra nhím con. This
Cái này mềm như cái gối vậy. Đánh thức tôi dậy khi xong việc. Và ai đó để mắt tới phù thủy đó nhé. Tôi tìm ra nhím con rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Sao trời ơi, nó đang ăn những cái cây trái đất đó. Tôi đoán ra tại sao nó đến đây rồi. Giờ với tôi, tất cả đã hợp lý rồi. Phù thủy đang bảo vệ cây và đóng băng bất cứ ai dám lấy chúng. Chỉ còn lại một cái cây. Nhanh nào cả đội, sẵn sàng bắt nó. Để tôi bắt nó. Mảnh nước đang phun. Giờ lại có chuyện gì vậy? Rõ ràng đó là một biện pháp phòng thủ của phù thủy. Robot nước không đẹp đó đang bảo vệ những cái cây này. Ông ta thật thông minh. Chỉ có một ít nước thôi, nhưng nào cả đội. Cậu, chúng ta là robot, chúng ta không thể bị ướt. Nếu không, chúng ta sẽ bị gì? Khi mọi thứ không đồng bộ, vệ sĩ sẽ suy nghĩ lại. Chắc phải có cách vượt qua robot nước đó. Tôi không tin đâu. Bộ đồ không gian của cậu sẽ cần một bộ đồ không gian nữa đấy. Tôi không thừa bộ đồ nào cả. Nhưng tôi có các robot. Và cá là có một robot cho nhiệm vụ này. Có một robot cho nhiệm vụ này. Có một robot cho nhiệm vụ này. Ta nên chọn robot nào? Có một robot cho nhiệm vụ này. Ai có thể tạo ra mọi thứ? Robot tạo dựng. Hành động. Robot tạo dựng sẵn sàng bảo vệ. Robot tạo dựng, ta cần bắt con nhím mà không bị ướt. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tất cả việc này cần có một bộ đồ bảo hộ đơn giản để giúp mọi người thoải mái và khô ráo. Tạo ra, dựng lên, bong bóng. Tôi gọi nó là bộ đồ không gian khô ráo nảy siêu nhanh. Được đấy. Robot tạo dựng, nó hoạt động thế nào? Đó là phần hay nhất đấy. Người chỉ huy dũng cảm của tôi. Tất cả chúng ta phải điều khiển nó. Được rồi cả đội. Đi bắt nhím con nào. Sao Mộc ơi, robot tạo dựng. Sao cậu làm thứ này nảy đến vậy hả? Chẳng có lý do gì cả thưa cậu. Chỉ là tôi rất thích nảy thôi. Tôi không thích. Nhím con kìa. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Đến lúc nảy thật mạnh nào. Theo lệnh tôi. 3, 2, 1. Bắt được rồi. Phải nớt tóc rồi kia. Chính xác như thể định liệu vậy. Ngoại trừ phần đó. Phù thủy lại tấn công. Bỏ tàu thôi. Các robot vì mình nào. Có lẽ là không. Quay lại tàu nào. Ôi sao và các tiểu hành tinh ơi. Chúng ta sắp đâm rồi. Bằng cách nào đó, chúng ta phải làm chậm lại. Theo tính toán của tôi là không thể. Trừ phi cậu có tên lửa. Vệ sĩ không bỏ cuộc. Họ tiến lên. Kích hoạt tên lửa vệ sĩ trong 3, 2, 1. Được rồi, cậu ấy có nó rồi. Vệ sĩ không gian Roger thật là ngầu. Sao trời ơi, nặng quá. Tôi không thể làm thế này chậm lại được. Lẽ ra tôi không nên rời khỏi cái gối lớp phủ êm ái đó. Cái gối lớp phủ, chính là nó. Cậu ấy đi đâu vậy? Sao cậu ấy không cứu chúng ta? Tất cả chúng ta tiêu rồi. Rover, giúp tôi làm thành cái gối lớn nhất hành tinh nào. Ổn rồi.
Cậu đã cứu chúng tôi đấy. Cả đội vệ sĩ bình an vô sự. Và nhím con đã được bảo vệ từ không gian. Làm rất tốt, vệ sĩ không gian Roger. Nhiệm vụ hoàn thành. Mọi hệ thống đều không sao. Phi thuyền tình bạn, chúng ta về nhà thôi. Được bảo vệ từ không gian.